Hôm nay mình sẽ chia sẻ món vịt om sấu nhé. Làm sao cho nó ngon mà cực kỳ đơn giản nhé. Nguyên liệu thì các bạn cần chuẩn bị cho mình này. Ở đây là nửa cân thịt vịt này. Mình mua phần này phần đùi. Người ta đã chặt sẵn cho mình rồi và mang rửa sạch với ít muối và ít rượu và nước thông thường. Sau đó mình để sáng nước và chuẩn bị đi ướp. Bên cạnh này có sấu này, có tỏi này, có gừng này, có sả này và ớt này. Bây giờ mình sẽ đi đập dập tỏi, gừng, sả để mình ướp cùng với vịt nhé và gia vị. Mình lửa các bạn là ướp cùng với vịt, một lửa tỏi, gừng, sả thì các bạn dùng để phi thơm, một lửa thì để ướp cùng với vịt và gia vị. Ướp đơn giản lắm, chỉ ướp khoảng 15 phút để cho nó ngấm gia vị và ngấm gia vị cho nó ngon hơn, thơm hơn. Cái phần chả mềm này nhé, thì các bạn thái mấy ít để cắt ướp. Xong cái phần này rồi thì bây giờ mình ướp gia vị nhé. Các bạn ướp cho mình muối, bột ngọt. Không thích ăn bột ngọt thì các bạn có thể thay bằng hạt lê nhé. Tiêu, chút nước mắm để cho nó dễ ngấm gia vị. Có cái nước dừa tươi thì nấu cùng thì càng ngon, còn nếu không có nước dừa tươi thì chúng ta dùng nước lọc thông thường cũng được nhé. Các bạn trộn lên, các bạn ướp cho mình khoảng 15 đến 20 phút. Trong khi chờ đợi thì mình đi phi thơm nguyên liệu kia để mình xả về phần thịt đã ướp này nhé. Cho mình tỏi này, gừng này, sả này, ớt này vào, các bạn xào thơm lên cho mình nhé, với một chút dầu ăn, không cho nhiều dầu ăn vì bản thân cái vịt này nó đã ra dầu ăn rồi, chúng ta chỉ cần cho ít thôi. Ớt ăn được cay thì các bạn thái mát ra, còn không ăn được thì để nguyên bảo quản nhé. Khi chỉ cần nó thơm lên thôi thì mình cho cái phần thịt vịt vào mình xào. Xào nó săn lên để các bạn cho nước dừa tươi vào nhé, thì nó cũng rất là thơm ngon và nó lại mềm vịt đấy. Với hai người ăn chúng ta chỉ cần 1/4 con vịt như này thôi, còn nửa cân. Bạn nào mà thích ăn thêm rau củ quả thì các bạn cho mình thêm khoai môn hoặc khoai sọ vào nhé. Không thì cần vịt như này nó xấu chua, có gia vị vừa như này ăn sẽ rất là ngon. Cho nên luôn cái trái xấu vào chua luôn, xào săn lên một chút nữa thì mình cho cháo lốt vào nhé. Ướp đã đầy đủ nguyên liệu rồi, thì nữa các bạn có nêm nếm lại thì nêm thôi, xem là thế nào. Này mà chúng ta làm cái món vịt om sấu là nó cực kỳ hợp trong cái mùa này, mùa hè này nó chua chua mát mát thanh thanh, và mùa này sấu rất là nhiều á, mùa của sấu á, những cái sấu tươi như vậy, các bạn đổ nước vào. Bây giờ các bạn om cho mình 20 phút nhé. Nấu nó sủi sủi sục lên như này nhé, thì các bạn hớt cho mình hết cái phần bọt đi.
lên khoảng 20 phút để cho nó hòa quyện với nhau cái nước này. Gia vị và vàng hết phần vịt nhé. Ở nhà mình sẽ cho thêm một chút xíu muối. Mình cho thêm nước mắm. Là các bạn dằm cho mình quả sấu luôn nhé. Quả sấu này thì các bạn dằm luôn cho mình nhé. Các bạn à, đây mình cho 5 quả cho lên mình dằm hết. Còn nếu cho nhiều hơn thì các bạn không nên dằm hết. Các bạn cứ ăn đến khi mà các bạn cảm thấy nó nhạt thì các bạn dằm lốc. Cứ để nguyên như vậy. Có thể bỏ luôn bã, không cứ để như vậy. Khi ăn thì mình bỏ xong thì mình có cái sấu nhìn càng bắt chất. Dằm hết chén sấu như vậy rồi. Bây giờ mình đun để cho cái nước sấu này nó hòa quyện vào cái phần thịt này là được. Vịt nấu ấy thì nó sẽ ra nước ấy. Các bạn mà ăn nhiều nước thì các bạn để nhiều nước nhé. Không thì à, các bạn à, cho vừa nước thôi. Bây giờ mình cho thêm một chút xíu nước mắm. Rồi và bây giờ sẽ dừng cái clip về đây. Nếu các bạn thích thì hãy làm giúp mình để gia đình có bữa cơm ngon và đơn giản nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.